Ok, bây giờ anh em mình sẽ đổ đèo về Sài Gòn. Nói chung là một bạn đã bị cảnh sát giao thông bắt xe nhưng không sao. Vài bữa lên chuột anh em. Vi phạm hành chính thôi mà, đâu có gì đâu căng. Đây, UB 150 ẹt 68 trên kia 74, toàn là thứ gì không à, sao dí kịp. Anh em mới ăn sáng xong giờ đi. Kênh Tư Thái luôn. Dán UB nhìn ngầu ha. Số gãy. Lớp lớn. Mâm bản lớn anh em. Chiếc này thiếu gì biết không? Thiếu ghi đông nữa. Ghi đông cụp á. Rồi ok thôi chạy. 12 seconds later. 3:28 AM. Ok. Ok thì tình hình là trong team mình có 1 tới 2 bạn bị giao thông lụm ngay cái khúc đèn xanh đèn đỏ rồi ha. Nhưng mà hình như là xe zin, còn mấy chiếc xe độ là bung chạy. Nói chung là xe mình thì bô im cho nên không sao. Thì bây giờ mình đang đứng ở đây, mình xem coi cái vị trí anh em đang ở đâu nè. Mình đang đứng ở đằng sau quảng trường Lâm Viên. Từ từ anh em. À anh em đang ở ngoài đèo Grand. Đúng không? Xong rồi anh em ơi. Đó nếu mấy bạn ngoan là chạy cho kỹ nha. Đừng để bị bắt ở Đà Lạt. Em biết làm sao cho nó. Không có đường đi ra. Thanh niên này hôm nay đi xe zin nè. Thanh niên này thì bung trước nè. Phải bung anh. Sao bung? Tại vì mình linh tính, mình chỉ cần thấy ảnh thôi là mình sao ta? Quán tính á. Quay lại mình thấy anh em đứng sau mà em thấy ổng trước mặt em là em chạy trước rồi. Rồi. Phải chạy. Còn Toàn có chạy không? Không. Không chạy hả? Không. Sao không chạy? Tại mình xe zin mà chạy gì? À, xe zin đâu có sợ. Đúng rồi, êm lắm. Mà không kính. Không có bắt luôn. Kỳ vậy? Tại không kính đâu có bắt đâu. Không bắt kính. Không bắt kính. Chỉ bắt máy thôi. Bô nổ là bắt rồi. Còn to. Thấy người Huy chạy heo anh em. Chạy heo.
Không, không biết gì hết. Thấy anh em chạy mình chạy theo thôi, nói chung là mình sợ anh em. Mình lúc mình chạy xong á, cái bắt đầu mình mới suy nghĩ lại là ủa người ta đâu có bắt đâu ta. Cái xong cái mình mới quay lại, mình quay lại luôn anh em, nhưng mà mình không có quay lại cho người ta bắt, mình quay lại mình đứng núp anh em. Còn tại em hả? Em có bị bắt luôn nhưng mà không bị phạt. Tại là đứng lại xử lý phụ phiên. Phụ đứng lại xử lý phụ. Nhưng mà leader này dở, leader này thấy rồi mà leader này còn ngừng lại không ra hiệu gì hết. Không có. Cái lúc đó là kẹt tình huống á, anh em không có đi được, không có đi được hướng nào hết, quay đầu cũng không được, đi thẳng cũng không được, kẹt cái đèn. Rồi đó chỉ giờ chỉ có là coi như là mình rẽ tay trái để mình đi hết rồi. Xui, nói chung là xui quá. Xe bạn hậu á là dọn dán UB máy 57 thì cái tội ở chổng á là mấy ổng ghi gì? Thứ nhất là màu sơn nè. Màu sơn. Rồi bô kiểu như là bô không đạt tiêu chuẩn. Rồi thứ ba là thay đổi hình dáng xe. Rồi hình như là nó nhẹ hơn là thay đổi kích cấu á. Thay đổi hình dáng xe nhẹ hơn. Nhẹ hơn đúng không? Là cái hình dáng bên ngoài á, còn máy móc là không có. Đúng rồi. Vậy đỡ. Nhưng mà mất công mình tốn thời gian mình lên mình lấy xa quá, nhà xa quá. Thì đó bởi mình mới kêu là xử lý nhẹ để mình về luôn. Tiền không quan trọng mà nó tốn thời gian. Đuối. Ok, bây giờ anh em mình sẽ đổ đèo về Sài Gòn. Nói chung là một bạn đã bị cảnh sát giao thông bắt xe nhưng không sao. Vài bữa lên chuột anh em. Vi phạm hành chính thôi mà, đâu có gì đâu căng. Thua thì chung. Wow, cái đám này đông dữ đó. Rồi, lên được. Đường này thì hồi trước mình đi cũng mấy lần anh em. Từ Đà Lạt đổ về đường này á, thì mình né được khúc Di Linh và Bảo Lộc luôn. Mình đâm ra ngoài kia luôn. Đi cái đường này thì xa hơn chút xíu nhưng mà được cái là nó đẹp hơn. Cái mùa này thì mấy cái hoa này chỗ đẹp lắm. Hoa này hoa gì ta? Quên rồi. Anh em chạy dữ quá. Nói chung mấy ông này á, mấy ông vô đèo á là mấy ông chạy ghê lắm. Chứ không khi nào mà chạy chậm để mà ngắm rừng, ngắm núi như mình hết á. Chạy là hết sức. Đó, sức con nhiều là chạy nhiều. Trời nắng lên rồi anh em ơi, hy vọng là bây giờ chạy về tới nhà á thì trời sẽ không mưa. Cẩn thận anh em ơi. Vô đèo nha. À, nếu mà anh em nào vô mấy cái chỗ này á, đi với nhóm á, mà đằng trước chạy nhanh quá thì mình cứ từ từ đằng sau mình chạy thôi, chứ mình đừng có dí theo nha. Mình dí theo là mình hố cua liền. Nếu mà anh em ít đi đèo, mình như mình ít đi đèo nè thì mình chạy đằng sau thôi. Ok, nói chung là chạy chút xíu cho vui thôi anh em.
chứ mà chạy full đèo mà chạy kiểu đó nguy hiểm lắm. Bây giờ là lúc mình tịnh tâm lại nè, đó, tịnh tâm lại. Bây giờ là lúc mình tịnh tâm lại, mình không có máu chó nữa anh em. Nãy giờ máu chó quá, nguy hiểm quá. Nãy con pha mình vô hơi hố cua. Rồi kẹt chiếc xe này là mình cúi đòn luôn rồi. Chưa thấy đường. Chiếc xe đò này ghê quá, bự quá. Đó, vượt đi. Đó, vượt đi. Ghê quá. Những tình huống như thế này á, thứ chúng ta cần là gì? Sự kiên nhẫn. Mình phải biết rèn luyện cái sự kiên nhẫn anh em. Khi nào mình thấy an toàn thì mình hãy vượt. Tại vì chiếc xe đò này nó đang chạy rất là nhanh, mà cái đường thì có một xíu à, hẹp quá. Kẹt cái xe đò luôn rồi. Không thấy đường. Thấy rồi, qua luôn. Xin đường. Years later. Cây mà. Xem lớp cây hả? Cái gì? Lấy cái bọc kia kìa. Rồi bốc khói luôn rồi. Chứ cái bọc này. Bốc khói luôn rồi. Bọc này. Lấy cái bọc luôn. Bị gì? Nha. Xin nghe thấy không? Đây rồi, gọi là lòn nước anh em. Nói chung là nó cũng chưa tới độ lúc đâu anh em. Xả nhớt ra nha anh em, mình thay nhớt mới, mình có đem theo chai phụ nữa không? Mình đón trước là mình sẽ bị lòn nước. Đù lòn nước. Đây. Đục ngầu luôn. Mình mới thay nước mát anh em mà chạy tới giờ cái mình cảm thấy là xong rồi, đục ngầu. Không còn nước mát nữa là mình biết là thế nào không bị lòn anh em. Nhớ còn màu xanh màu đen là được. Nhớ nó còn màu đen là được. Nhớ này còn xài được em. Còn chạy được. Nói chung là còn bị nhẹ mà chứ gì. Nhẹ mà, nhớt chưa đen mà. Nhớt chưa đen mà, nhớt đen mới hư. Này nhớ còn mới cáo luôn. Thôi đổi vô xài lại. Đổi vô xài lại. Nhớ này chưa đen mà xả nó uổng vậy. Xả đàng hoàng nha em, ngoài đường nha em. Rồi xíu ổn bịch đeo quăng gốc cây thôi. Cái này là bị nòn nước rồi. Nòn nước. Cái này là chúc em cột cái bịch lại đem về tới nhà mới dục. Mình YouTuber mình làm vậy đâu được. Bơm nước rồi. Vô bụng bơm nước rồi. Chiếc này ráng chạy chút xíu là mệt nha. Đổ nước suối vô cái cục máy á. Không. Xả cái này đó. Nó săn họ Huy còn săn không? Xe kia bị kẹt rồi. Huy ơi. Xe này bị lòn nước anh em ơi. Bị lòn nước mới thay nhớt xong. Hy vọng là nó bò ra hết cái đèo này xong rồi bò về tới nhà luôn. Thanh niên này hôm nay xui lắm. Đi tour không đem theo áo mưa. Cái kết là ướt nhẹp luôn. Xong rồi tấp vô quán cà phê nghỉ chân. Để quên cái GoPro, mất luôn cái GoPro. Xong rồi chạy ngược lên Đà Lạt. Giờ gần lúc B luôn. Số nhỏ đúng nhỏ. Cái tour hôm nay nói chung là thanh niên này gánh hết cả tim luôn. Bao nhiêu xui rủi là nó bị hết. Xe nó bây giờ chạy nhanh đâu được đâu. Chạy nhanh là mệt đó. Giờ mình chạy đằng sau mình kè nó ra hết cái đèo này đi. Đẹp quá. Quá đẹp. Mới đổ xăng xong luôn. Mới ghé lại đổ full bình.
thì bây giờ mình có thể chạy ra hết cái đèo này luôn. Mùa này ở trên Đà Lạt, Lâm Đồng á anh em, hoa rất là nhiều. Mùa này là mùa hoa, hoa nhiều lắm. Có những đoạn đường, hai bên đường là hoa chỗ vàng ươm hết, tuyệt vời luôn. Đoạn này đẹp lắm.